Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, đạo hiệu Thích Chân Tín. Kính bái bạch trên Chư Đại Tăng, tọa vị tại Bổn Tự Chùa Hoằng Pháp. Kính thưa quý đồng bào Phật tử, trước hết và trên hết, chúng con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa, vãn an sức khỏe chư tôn đức hôm nay được nhân duyên lành đến chùa Hoằng Pháp, được diện kiến Thượng Tọa chư tôn đức tăng thăm chùa và chia sẻ với quý Phật tử. Ngưỡng mong Thượng Tọa pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, và chúc cho Bổn Tự chùa Hoằng Pháp chúng ta ngày càng thăng tiến trên con đường tu học và phụng sự. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi đi rất là nhiều nơi, tiếp xúc rất là nhiều đồng bào Phật tử, đến rất là nhiều ngôi chùa vì công việc. Nhưng mà khi mà tới Hoằng Pháp thì rõ ràng là một tâm thế, một cái cảm giác, một cái ấn tượng sâu sắc với cái sự hiện diện của đông đảo Phật tử, cả lớn tuổi cũng như cả thanh niên, rồi cả trẻ tuổi, bằng một cái tâm thành kính rất là sâu sắc. Và phải nhìn nhận là đây là một cái không gian mà chúng ta thấy rằng là dù có buổi sáng nhưng mà cái tinh thần tu học của quý vị đó là một điều đáng trân trọng và đáng tuyên dương tất cả chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Để bắt đầu cho một cái nội dung sáng hôm nay, xin quý vị giờ ngồi ngay ngắn, chắp tay cùng nghe chúng tôi nói và quý vị nói theo, để chúng ta cùng cầu nguyện cho buổi sớm mai một chút rồi chúng ta bắt đầu. Mong quý vị hoan hỷ ha. Khi chúng tôi đọc thì quý vị đọc theo nha. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật, bậc tỉnh thức vẹn toàn, bậc tỉnh thức vẹn toàn, dẫn con trên đường giác, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Pháp, giáo lý của yêu thương, giáo lý của yêu thương, xóa nhòa bao u tối, xóa nhòa bao u tối, con về nương tựa Tăng, con về nương tựa Tăng, một tập thể tốt đẹp, một tập thể tốt đẹp, đi trên con đường sáng. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, 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 Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đôi lúc mỗi ngày chúng ta cũng không cần phải làm gì nhiều. Mỗi ngày chúng ta có ba cái lời nguyện như thế, ba cái lời quy ngưỡng như thế, tức là chúng ta đang diện kiến với Đức Thế Tôn, đang diện kiến với giáo lý của Ngài, và đang diện kiến với cái gì mà an lạc và hạnh phúc nhất của cuộc đời này. Và phải nhìn nhận rằng là trong thời điểm này, ngay tại đây, trong không gian này, không ai hạnh phúc bằng chúng ta cả. Bởi vì quý vị đang sống những ngày đẹp, ngày yêu thương, và những ngày mà không phải lo toan bận bịu gì cả. Cứ nhìn đi, mấy hôm nay thời tiết dự báo rằng là mưa bão ở miền Trung, bà con miền Trung thì đang là tất bật, đang đối mặt với lại mưa bão. Rồi bạn bè mình, những người hàng xóm của mình giờ này là đang buông gánh bán bưng, đang giành giật miếng cơm manh áo, rồi đang lo cho chồng, cho con, đang lo cho vợ, cho cháu, phải không ạ? Mưu sinh tất tả, đối đãi đủ thứ hết. Rồi hơn thua, giận hờn, ghen ghét, chửi bới, giành giật. Nhưng mà riêng quý vị thì được ngồi ở không gian này, được đắm mình trong giáo pháp của Đức Phật,
được gặp quý thầy, được nghe pháp, được tu tập, thì tôi khẳng định rằng là không có chỗ nào mà hạnh phúc bằng chỗ này nữa. Đây được xem như là tịnh độ của chúng ta rồi. Như thế mà không tu tập, không chuyển hóa, không áp dụng lời Đức Phật, không làm cho mình hạnh phúc hơn, tức là chúng ta đang có lỗi. Chúng ta đang phụ ân lại Đức Phật, phụ ân lại quý thầy, phụ ân lại chùa Hoằng Pháp này. Nên thành ra là xin nhắc lại quý vị đang là những người hạnh phúc nhất. Nếu đi tìm những người hạnh phúc nhất thế gian này, ngay trong lúc này, thì tôi xin chỉ đến quý vị, không chỉ ai khác cả. Nên thành ra là chắc chắn rằng là sau 7 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng đúng không ạ? Cái khóa tu Hoằng Pháp, khóa tu Phật Thất thứ 84, ngày cuối cùng, lát nữa nếu có thời gian, hãy cùng chiêm nghiệm lại, dành một chút thời gian, hãy chiêm nghiệm lại rằng là gì? Từ cái ngày đầu tiên chúng ta bước vào đây, phải không ạ? Cho tới bây giờ, chúng ta có thay đổi chưa? Xem rằng là chúng ta có thay đổi gì chưa? Coi rằng là mục đích đầu tiên khi chúng ta bước vào ngôi chùa này, đăng ký tham dự khóa tu Phật Thất này, bỏ những người thân yêu của mình ở nhà, bước vào đây tu tập, thì tới bây giờ chúng ta có thay đổi chưa? Quý vị hãy cố gắng dành thời gian để nghiên cứu và chiêm nghiệm vào điều đó, để mình coi rằng là mình có lợi lạc hay không. Nếu như mình không lợi lạc thì coi như là thời gian một tuần qua mình bỏ vô đây là công cốc, phải không ạ? Còn nếu như mình thấy rằng rõ ràng là sau một tuần đi tu, mình hiểu hơn được nhiều điều, mình sáng suốt hơn được nhiều điều, và mình hành động một cách ta gọi là yêu thương hơn được nhiều thứ, thì coi như là quý vị đang đạt được lợi lạc, và mục đích chúng ta khi tới ngôi chùa này là đạt được. Còn nếu như chúng ta không thay đổi thì coi như chúng ta đang làm điều gì đó phí phạm thời gian, phí phạm công sức, phí phạm tất cả mọi thứ mà người thân yêu của chúng ta đang dành cho chúng ta. Tại sao trong khi ta lại được ngồi ở đây, còn những người khác lại phải tất tả mưu sinh như thế? Họ cũng như ta, cũng là người, cũng sinh ra giữa thế gian này, cũng sống trong đất nước này, rồi cũng hàng xóm với chúng ta, mà tại sao họ lại không có duyên bước được tới ngôi chùa này, trong khi chúng ta lại có duyên được tới ngôi chùa này? Nhưng rồi tới đây cùng tu tập như vậy, nhưng rồi có người lại lợi lạc hơn, có người hạnh phúc hơn, có người an lạc hơn, nhưng ngược lại cũng có người vẫn chưa thay đổi gì. Vậy điều gì đã tạo ra điều đó? Điều gì quý vị? Đó tất cả do gì ạ? Do duyên và do nghiệp. Chính vì lẽ đó nên thành ra hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái nội dung cũng khá cơ bản của Phật giáo. Đó là gì? Với chủ đề là đi qua duyên nghiệp. Hồi nãy khi mà hỏi quý vị có nói rằng là do nghiệp, vậy cho thầy hỏi rằng là nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Tạo tác thế nào gọi là nghiệp? Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên khi nói tới nghiệp của Phật giáo thì Đức Phật cho rằng nghiệp là những cái hành động được tạo tác ra lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng kèm với ý thức. Những cái hành động nào được tạo tác bởi con người chúng ta đi kèm với ý thức thì được cho là nghiệp. Còn nếu như những hành động, những suy nghĩ, những lời nói mà vô thức, tức là không kèm với ý thức, không kèm với tâm niệm của mình, thì Đức Phật không cho đó là nghiệp. Khi đã nói tới nghiệp, tức là nói tới những hành động, nói tới những lời nói tới những gì quý vị? Suy nghĩ kèm với ý thức, tức là với tâm niệm của mình. Và những tâm niệm đó nó có mục đích, thì Đạo Phật cho đó là nghiệp. Còn nếu tất cả mọi thứ nào đó mà chúng ta làm trong vô thức, làm trong mộng mị, thì không được xem là nghiệp. Vậy nghiệp là một hành động có chủ đích, một lời nói có chủ đích, một suy nghĩ có chủ đích. Chúng ta mang một chủ đích nào đó và chúng ta hành động nó, chúng ta nói ra nó, chúng ta suy nghĩ về nó, thì được cho đó là nghiệp. Còn duyên là gì? Hồi nãy nghiệp trả lời hết giờ, duyên im ru luôn. Duyên là những yếu tố, những phương diện phụ giúp cho nghiệp. Ví dụ hôm nay muốn tới chùa Hoằng Pháp dự cái lễ hội hoa đăng, phải không ạ? Ví dụ như tối nay có gì quý vị?
có lễ hội hoa đăng. Chúng ta muốn tới Hoàng Pháp dự lễ hội hoa đăng, như vậy là tâm chúng ta có được xem là nghiệp chưa? Rồi, vì ý thức của chúng ta năm nào cũng mong muốn gì ạ? Tới chùa Hoàng Pháp, phải không ạ? Và hôm nay tâm thức của chúng ta cũng muốn tới chùa Hoàng Pháp. Như vậy chúng ta có ý thức bằng một cái tâm niệm rõ ràng, có chủ đích, phải không ạ? Được xem đó là gì ạ? Một nghiệp, phải không ạ? Rồi, bây giờ muốn tới chùa Hoàng Pháp thì đi bộ hay là đi xe? Làm sao đi bộ được? Phải có xe. Vô tình đang khởi lên một cái niệm là làm sao đó mình già mình không đi được, phải không ạ? Chân cẳng đau rồi, không đi bộ được nữa rồi, không tự lái xe được nữa rồi. Tự nhiên có đứa con mình nó má ơi, chiều này má muốn đi đâu không, con chở má đi. Đồng ý không? Như vậy là có duyên không? Có. Con trai mình đâu phải lúc nào nó cũng tốt đâu. Có những lúc nó đi chơi múc mùa lệ thủy luôn, và chúng ta chẳng biết nó ở đâu cả. Tự nhiên hôm nay không biết nó tốt lành gì hết, chắc là trái gió trở trời gì đó. Nó nói má ơi, chiều nay con rảnh nè, má muốn đi đâu con chở má đi, phải không ạ? Và mình nghe như vậy nó thôi má mong muốn lên chùa Hoàng Pháp. Cả năm mới có một lần, mà lần này nghe thầy nói là lần này là đông nhất, đẹp nhất, vui nhất, mà hoành tráng nhất nữa. Cuối cùng nó nói thôi má đi đi, để chiều con dành thời gian con chở má đi, phải không ạ? Rồi mấy hôm trước là trời mưa gió bão bùng, phải không ạ? Mấy hôm nay ở đây tu, nhưng mà tôi nghĩ chắc quý vị cũng thấp thỏm không biết rằng là chiều nay rồi mưa gió thế này như thế nào. Hôm nay thì trời trong xanh, dễ thương, nắng ấm, không còn mưa gió nữa. Mấy hôm nay là mưa liên tục, mà tôi khẳng định quý vị là chưa bao giờ Sài Gòn như những ngày như thế này. Không hiểu sao mà mấy hôm nay mưa hoài luôn. Dự báo là áp thấp nhiệt đới, nhưng mà trời thì lạnh mà mưa suốt ngày quý vị, chứ không phải là vừa mưa vừa nắng như mọi hôm. Như vậy hôm nay chúng ta được tới chùa, tâm thức chúng ta mong muốn tới chùa, rồi con mình nó có thời gian nó chở mình tới chùa, phải không ạ? Thân thể mình đang khỏe mạnh, được tới dự một cái lễ hội như thế, rồi thời tiết nó ủng hộ chúng ta như thế, tất cả những điều kiện đó người ta gọi là gì? Duyên. Duyên nghiệp là như thế. Tức là nghiệp là những hành động, những suy nghĩ và những lời nói có tác ý, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn duyên là những yếu tố, những cái phương diện, nói gì quý vị? Nó hỗ trợ cho chúng ta thực hiện, nó cùng đồng hành với chúng ta, nó cùng phụ với chúng ta. Và tất cả điều đó Đạo Phật gọi là duyên nghiệp. Vậy khi nói tới nghiệp thì Phật giáo phân ra làm nhiều thứ lắm, có nhiều cái cách phân loại. Nào là nghiệp ác, nghiệp thiện, tức là những việc làm nào mà xấu ác, những việc làm nào gây khổ đau cho mình, khổ đau cho người khác, hay là gây lợi lạc cho mình nhưng gây khổ đau cho người khác, thì Đạo Phật gọi đó là nghiệp gì ạ? Nghiệp ác. Còn những cái hành động nào, những lời nói nào, những suy nghĩ nào mà gây hạnh phúc cho mình, gây hạnh phúc cho người khác, thì người ta gọi đó là gì? Nghiệp thiện. Nghiệp thiện. Vậy nghiệp có nghiệp ác, nghiệp thiện, rồi có nghiệp trước, nghiệp sau, rồi có nghiệp nhân, nghiệp quả. Những hành động nào, những việc làm nào, những lời nói nào và những suy nghĩ nào mà chỉ tạo ra cái phương diện hành động thôi, thì người ta gọi đó là nghiệp nhân. Còn những cái gì chúng ta lãnh lấy thì người ta gọi đó là nghiệp quả. Rồi có cả nghiệp định và nghiệp bất định nữa. Định nghiệp và bất định nghiệp nữa. Định nghiệp là gì? Là những cái nghiệp lực, những cái hành động, những tạo tác của người này với người kia nó phù hợp với nhau, người ta gọi là định nghiệp. Hoặc là nó xảy ra cùng một cái thời gian, cùng một cái thời điểm và trong một cái phương diện nó phù hợp với nhau. Ví dụ chúng ta trồng cây xoài, nó ra quả gì? Quả xoài. Theo một cái chu kỳ nhất định, người ta gọi đó là gì? Là định nghiệp. Ví dụ như trồng quả xoài, cây xoài, thì 5 năm sau hoặc là 10 năm sau thì nó có quả, người ta gọi đó là định nghiệp. Nếu như trồng cây xoài, quả xoài mà cả chờ tới 5 năm, 10 năm, 20 năm mà nó không ra quả, thì người ta gọi đó là gì quý vị? Bất định nghiệp. Vì nó không theo cái gì quý vị? Không theo một cái quá trình, nó theo một cái quá trình phù hợp và đúng đắn như bình thường, người ta gọi là bất định nghiệp, phải không ạ? Tuy nhiên khi nói tới nghiệp duyên thì quý vị hãy chú ý với chúng tôi một điều. Nói về bản chất, nó có 4 cái loại nghiệp sau đây mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thứ nhất là
cực ác nghiệp, là những cái hành động mà khi chúng ta làm gây ra một cái tội ác lớn, gây ra một cái tội lỗi và một cái phương diện nguy hại to lớn. Mà phương diện nguy hại to lớn đó, nó bao gồm các phương diện sau đây. Thứ nhất là giết cha. Người nào mà giết cha tức là tạo ra một tội cực ác. Thứ hai là gì quý vị? Giết mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán. Cha mẹ là biết rồi đúng không? Vậy A-la-hán là ai? A-la-hán là ai? Là những vị tu tập và chứng đắc. Bây giờ chúng ta có tìm ra được người nào tu tập chứng đắc không? Không, khó lắm. Báo quý vị là đời này mà để tìm ra một người nào đó tu tập chứng đắc để biểu hiện cho chúng ta thấy là khó vô cùng. Không phải không có, nhưng mà khó. Phải mà khó thấy bằng cái mắt thường của mình, bằng cái nhãn quan thường tình của mình, thì khó tìm ra, khó thấy được, khó nhận thức được người nào đang tu tập, đang chứng đắc. Như vậy, để ứng dụng trong đời sống xã hội, thì những người tu tập chứng đắc đó là những người mà đang tinh chuyên hằng ngày ứng dụng lời Phật dạy và sống một đời sống phạm hạnh. Những người nào đang sống một đời sống phạm hạnh, tinh chuyên tu tập, thì được xem như đó là những cái vị A-la-hán giữa gì ạ? À? Đời thường. Nếu chúng ta nguy hại tới những người đó, tức là được xem như chúng ta đang gì ạ? À? Đang giết A-la-hán. Nha, chứ không phải đi tìm cái vị thánh nhân nào mà giết đâu. Bây giờ thánh nhân ta đâu để cho mình giết được, phải không ạ? Ta có thần thông quảng đại, ta có một cái quá trình tu tập rất là tinh chuyên, làm sao để mình giết được. Thì những cái vị Phật tử nào, những cái vị tín đồ nào mà đang tu tập tinh chuyên, đang có một cái phạm hạnh rốt ráo, đáng kính ngưỡng, mà chúng ta không kính ngưỡng, mà chúng ta lại làm nguy hại đến họ, tức là được xem như chúng ta đang gì quý vị? Đang giết A-la-hán. Tức là giết cha nè, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè. Rồi cái thứ tư là gì quý vị? Làm cho thân Phật ra máu. À, nếu như vị nào mà phá chùa, đập tượng, làm hư hại những cái bậc tôn kính được thờ phụng trong chùa, thì được xem như là làm thân Phật ra máu. Bây giờ Phật đâu còn nữa, phải không ạ? Phật đã tịch diệt rồi. Đức Phật chúng ta đã tịch diệt mấy ngàn năm rồi. Bây giờ đi tìm Đức Phật để làm thân Phật ra máu không có đâu. Mà làm thân Phật ra máu được hiểu như bây giờ, đó chính là chúng ta gì quý vị? Phá chùa, chúng ta phá tượng, chúng ta làm hủy hoại những cái bức tượng, những cái hình ảnh tôn kính được thờ phượng, được kính lễ trong các tự viện, trong các cơ sở của Phật giáo. Thì điều đó được xem như là gì hả? Làm thân Phật ra máu. Hay là phỉ báng chùa chiền cũng được xem như là gì? Làm thân Phật ra máu. Người nào mà suốt ngày cứ đi sỉ vả, đi chửi bới chùa chiền thì cũng làm cho thân Phật ra máu. Tôi nhớ ông làm là cách đây khoảng 6 năm khi chúng tôi đi xuống Cần Thơ, có một cái bà cụ đó, gia đình ở sát bên chùa quý vị. Mà thường thường người ta nói là gần chùa thì gì quý vị? Cái gì? Xem Phật bằng anh, rành quá ha. Gần chùa là xem Phật bằng anh. Nên thành ra bà cụ này á, thì ngày xưa khi mà bà cụ mới về cái vùng đất đó ở đó, là chùa rất là rộng quý vị. Chùa rộng lắm luôn. Và chùa thấy bà cụ khổ sở, gia đình khó khăn, con cái thì đông. Cuối cùng là nhà chùa mới cho bà cụ một cái khoảng đất để ở tạm một thời gian, để sau đó làm lụng và gì ạ? Tích góp để gì ạ? Để đi tìm một mảnh đất mới mua mà ở cho nó ổn định. Thì vị trụ trì này rất là dễ thương. Cái chỗ là gì? Vì thấy cái cuộc sống người dân khổ cực nên hỗ trợ và giúp đỡ để cho vị đấy có cái chỗ ở. Nhưng báo quý vị là sau một thời gian ở đâu được 5 năm, bà cụ thấy chỗ này ở tốt quá. Chắc là đất chùa nên ở nó tốt. Mà đất chùa lúc nào ở cũng sướng hết trơn, yên lành, không có nhiều cái sự cố xảy ra. Cuối cùng bà cụ quyết định là gì ạ? Ở luôn trong đất chùa. Khi mà vị trụ trì cũ mất đi, cái vị trụ trì mới được thừa kế, được giáo hội bổ nhiệm thừa kế trụ trì. Vị trụ trì mới mới thấy rằng là gì? Bây giờ đất chùa như vậy cũng cần quy hoạch trở lại, rồi xây dựng để mà phục vụ cho đời sống tâm linh, phục vụ cho vấn đề tu tập của quý Phật tử. Cuối cùng vị trụ trì mới mới gặp cái bà cụ đó, gặp luôn gia đình của bà cụ, tới 5 người lận. Bà cụ, rồi người chồng và bao nhiêu đứa con ạ? 3 đứa con. Và sau khi gặp xong, vị trụ trì nắm yêu cầu là thôi bà cụ ơi, bà cụ đã ở nhà chùa mấy năm rồi?
5 năm rồi, đề nghị bà cụ là dọn đi. Đố quý vị bà cụ dọn đi không? À hay quá ha. Hay quá. Đúng quý vị, bà cụ không chịu dọn đi. Bà cụ mới nói rằng là thầy ơi, bây giờ gia đình con khổ cực quá, thầy vui lòng cho con ở thêm thời gian nữa. Nhưng bà cụ nói như vậy nhưng tâm ý bà cụ là muốn ở luôn hay là ở một thời gian quý vị? Ở luôn. Đúng là bà cụ muốn ở luôn. À vị trụ trì mới nói là thôi bà cụ muốn bao lâu? Bà cụ nói cho con thêm 5 nữa đi thầy. Rồi ông thầy ông thấy thôi 5 nữa cũng được. Bây giờ chùa bắt đầu quy hoạch những chỗ khác, lần lần là tới chỗ đó là cũng thêm 5 nữa. Đúng một năm sau, ông thầy quay trở lại gặp bà cụ là bà cụ ơi, bà cụ đã hứa gì ạ? Hết một năm rồi, bà cụ hãy dọn đi. Lúc này bà cụ không còn cách xin nữa. Bà cụ mới nói thôi để từ từ, bây giờ nhà con chưa có tiền, khi nào nhà con có tiền mới dọn. Như thế là tức là bà cụ không muốn đi. Cuối cùng, ông thầy mới nói là không, bà cụ phải đi, chứ bà cụ không thể chần chừ thêm nữa, tại vì nhà chùa bắt đầu cần phải xây dựng, cần phải phục vụ đời sống tâm linh. Mà bà cụ nhìn đi xung quanh toàn là mấy thầy không, quý thầy ở không. Bây giờ chỉ có một gia đình bà cụ ở trong cái đất như chùa như vậy, nó có phù hợp không ạ? Không phù hợp. Nhưng mà bà cụ không đi. Ông thầy ông mới nói một cách ta gọi là nghiêm khắc. Rồi cuối cùng bà cụ cũng không đi. Ông thầy phải nhờ chính quyền can thiệp. Khi mà bà cụ biết được ông thầy nhờ chính quyền can thiệp thì bà cụ mới quay ra trở lại là gì ạ? Chửi bới nhà chùa. Nói là nhà chùa độc ác, tu mà không thương người. Như thế thương hay không thương ạ? Thương người chứ sao không thương. Nếu không thương thì không ở được 6 năm, phải không ạ? Vậy mà mới la là gì, mới chửi ông thầy rằng gì, độc ác rồi, nhà chùa là coi như là không thương chúng sanh, tôi cũng là Phật tử thế này thế kia mà lại không cho ở thế này thế nọ, và chửi bới một cách nặng nề quý vị. Tức là cái hành động như vậy đang gì quý vị? Đang làm cho thân Phật gì ạ? Rà máu. Nếu bà cụ là người biết tu, bà cụ là người biết đạo thì bà cụ phải dọn dẹp, phải đi chỗ khác. Tại vì khẳng định quý vị là gì? Đất của Già Lam là phải dành cho những người xuất gia tu tập và dành cho những người cư sĩ tới đây để hành trì. Chứ không phải là dành cho những người cư sĩ lợi dụng để gì ạ? Chiếm đoạt để ở, để tạo của cải ri gì ạ? Của cải riêng. Và bà cụ bà chửi mà quý vị biết rồi. Những người mà ở gần chùa là chửi dữ dằn lắm. Chửi rất là hoành tráng. Mà mấy thầy thì có biết chửi không? Không. Cỡ tôi mà đứng đó mà nghe chửi chắc tôi bỏ tôi chạy mất. Tại vì các thầy là đâu có quen đâu. Chỉ quen nói giáo lý, chỉ quen hướng dẫn Phật tử tu tập, chứ đâu có quen chửi. Nên ông thầy ông chịu không nổi. Ông mới điện cho chúng tôi, ông nói thầy làm báo. Thầy hãy tới thầy coi nè. Cái thôi tôi làm báo mà tôi gặp kiểu đó tôi cũng chết luôn. Nói vui vẻ thôi, nhưng mà nó có quy định của pháp luật quý vị. Nó sẽ có cái sự quy định của pháp lý. Những cái quy định đó sẽ bảo vệ được đất chùa, bảo vệ được nhà chùa. Thì sau đó các cơ quan công quyền người ta can thiệp và ta xử lý. Thì cuối cùng bà cụ cũng phải gì ạ? Phải đi. Bà cụ không thể ở được. Vì đất của chùa họ có giấy tờ, có pháp lý rõ ràng. Thì bà cụ phải đi. Nhưng mà nhà chùa cũng phải cực khổ một thời gian là nghe chửi quý vị. Đó cũng là tập cách gì ạ? Cách tu, cách nhẫn. Nhưng mà ở phương diện bà cụ về nghiệp, tức là bà cụ đang gì ạ? Tạo ra một nghiệp cực ác. Người ta gọi là gì? Làm cho thân Phật ra máu. Điều thứ năm để cho nói về phương diện nghiệp cực ác này là người ta gọi là gì quý vị? Làm cho chư tăng mất đi sự hòa hợp. Tức là chúng ta thiếu sự kính ngưỡng những vị tăng, những vị ni tu tập tinh tấn, gây xáo trộn cho đời sống tăng đoàn. Và chúng ta đã làm những cái điều xấu ác, ảnh hưởng tới phạm hạnh chư tăng. Chúng ta làm cho chư tăng mất đi sự hòa hợp. Bản chất của tăng đoàn, bản chất của quý thầy, quý sư cô phải là thanh tịnh và gì ạ? Hòa hợp. Hai cái giá trị cơ bản và quan trọng nhất của chư tăng và chư ni, những người xuất gia, đó là phải thanh tịnh, phải hòa hợp, phải yêu thương và đoàn kết. Nếu như chúng ta, bất cứ người nào mà làm mất đi hai cái bản chất đó của chư tăng, coi như tức là chúng ta đang phá hòa hợp tăng. Mà một trong những tội cực ác đó là gì quý vị? Phá hòa hợp tăng. Như vậy, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng được xem như là nghiệp gì ạ? Cực ác. Đó. Hãy nhớ rằng
trong đời này quý vị làm điều gì không biết, nhưng nếu như chúng ta phạm phải một trong năm điều này thì khó có thể mà rửa được cái tội đó. Sám hối bao nhiêu lần cũng khó có thể gì quý vị thay đổi, vì đó là những tội cực ác đó. Hãy nhớ như thế, dù quý vị có làm điều gì không biết, có tu tập, có lại Phật, có tụng kinh, có bái sám, có ngồi thiền, có cúng dường như thế nào đó, có đi chùa tu bao nhiêu khóa Phật tắc đó, nhưng mà chúng ta phạm phải năm điều này, đó là một điều nguy hại rất là lớn đối với quá trình tu tập của chính mình. Rồi, khi nói tới nghiệp nữa, thì Đức Phật còn nói tới một cái nghiệp ta gọi là cận tử nghiệp. Cái loại nghiệp thứ hai mà chúng ta cần phải xem xét đó là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này được xem như là những cái phương diện của hành động, ý thức, lời nói mà nó được phát xuất trong lúc chúng ta chuẩn bị lâm chung, sắp lâm chung, và những cái tích tụ trong cơ thể của chúng ta, trong hành động, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta, và nó tích tụ lại, nó bộc phát, nó hướng dẫn và nó định hướng cho chúng ta trong lúc chúng ta sắp lâm chung, thì Đạo Phật cho đó là gì ạ? Cận tử nghiệp. Và cái nghiệp này nó quan trọng cái chỗ là gì quý vị? Nếu như trong đời thường chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, chúng ta làm những điều thiện, những điều tốt lành, nhưng lúc lâm chung mà tâm thức chúng ta khởi lên, hành động và lời nói chúng ta khởi lên những điều xấu ác, thì lúc đó nó tác động mạnh mẽ đến con đường gì quý vị? Chuyển hóa sau này. Đó. Nên lúc lâm chung là lúc cần cái sự gì quý vị? Yên tĩnh, cái sự thanh thoát, cái sự nhẹ nhàng và cái sự bình an trong tâm hồn lớn nhất. Nên tại sao trong cái tu tịnh độ này, trong cái tu Phật thất này, quý thầy khuyên quý vị là gì? Đời này niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, và đến lúc lâm chung rồi, cái nghiệp lực niệm Phật đó nó giúp cho chúng ta cũng sẽ gì ạ? Hướng về Đức Phật trong lúc chúng ta chuẩn bị kết thúc cái cuộc sống trần gian của mình. Và nếu như khi chúng ta kết thúc cái cuộc sống trần gian này bằng những tâm thái nhẹ nhàng, an nhiên và thanh thoát, thì coi như lúc đó quý vị đang gì ạ? Đang chết một cách an lành. Và nếu quý vị chết an lành thì chắc chắn rằng cái kiếp sau quý vị cũng sẽ gì ạ? An lành. Chúng ta sẽ sanh về một cái cõi an lành. Còn nếu lâm chung mà tâm thức chúng ta mệt mỏi, chúng ta lo âu, chúng ta còn nhớ là tài sản này không biết ai xài, con cái để lại như thế nào thế kia, thì tôi khẳng định quý vị rằng là gì? Tâm thức chúng ta lúc đó đang dao động một cách mãnh liệt. Và khi chúng ta nằm xuống, cái tương lai chúng ta cũng sẽ không được an lành. Điều đó là chắc chắn. Nên cái cận tử nghiệp này nó quyết định cả một cái vấn đề rất là lớn trong cái đời sống ở sau đó. Nên quý vị cố gắng mà để đạt được cái cận tử nghiệp bây giờ, thì hiện tại chúng ta phải như thế nào quý vị? Phải tu tập. Chứ làm sao mà tới lúc mà hiện tại không tu tập mà biểu nằm xuống mà tu tập được? Khó lắm. Bây giờ không niệm Phật, không đi chùa, không làm phước, không gắn với quý thầy, thì lúc nằm xuống là không bao giờ nghĩ tới chùa chiền đâu. Muốn nghĩ là phải nghĩ bây giờ. Nghĩ cái lúc mà chúng ta gì ạ? Tỉnh táo và gì quý vị? Khỏe mạnh nhất. Phải không? Nên đừng bao giờ nói là tu là đợi già mới tu. Mà bây giờ phải là tu. Bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể tỉnh táo nhất, chúng ta hạnh phúc nhất, thì chúng ta phải tu tập. Chứ không phải lúc đó rồi mới ăn chơi, rồi tới lúc mà nằm tại chỗ rồi mới đem sâu chủ ra lần lần rồi niệm Phật là thất bại. Cũng được, nhưng mà sớm hay muộn? Muộn rồi. Tất nhiên, nếu như người nào có quyết chí thì nó có sẽ thay đổi. Nhưng cái quan trọng là gì? Phải tu ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn khỏe mạnh và có thể. Còn nếu quý vị đã mệt mỏi, đã xuống sức, đã yếu rồi, đã già yếu rồi, thì lúc đó tâm thức nó không còn minh mẫn để nhớ ông Phật đâu. Lúc đó nhớ tùm lum hết, nhớ đủ thứ hết. Và lúc đó ông Phật ông xa vời ở đâu đó đó. Cái lời niệm Phật nó xa xôi cách trở ở đâu, nó không tới được với chúng ta mà. Nên thành ra khuyên quý vị để tạo được một cái cận tử nghiệp tốt cho đời của chúng ta, thì chúng ta phải tạo từ bây giờ, chứ không phải chờ tới lúc gì quý vị? Gần chết mới nhờ quý thầy tới hộ niệm. Hôm rồi tôi có gặp thượng tọa trụ trì ở đây, cũng báo quý vị là cũng cả 6-7 năm rồi tôi mới quay trở lại Hoằng Pháp. Khoảng 7 năm trước đó, thì chúng tôi hay gặp thượng tọa, tại vì lúc đó thượng tọa đang làm phó ban văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là chánh thư ký.
Và chúng tôi hay gặp Thượng Tọa để trao đổi công việc. Rồi sau đó chúng tôi đi học. Và khi mà về lại công tác ở báo thì cũng bẵng đi thời gian rất là lâu, có nghe rất là nhiều, cũng thường nghe những cái đĩa Thượng Tọa giảng, rồi cũng tiếp cận những cái vị đệ tử của Thượng Tọa. Nhưng mà hôm nay, cách đây vài bữa thì nhân cái lễ vía A-di-đà, chúng tôi được phân công tới gặp Thượng Tọa. Thì trong quá trình tiếp chuyện thì Thượng Tọa cũng có nói với tôi một điều rằng là gì? Đối với vấn đề tu tập Phật thất này, nó có một cái giá trị chuyển hóa rất là lớn trong đời sống của Phật tử. Và cái sự chuyển hóa này nó bằng những cái hành động và bằng những cái lời nói hàng ngày, bằng những cái sự thay đổi của Phật tử hàng ngày. Chứ không phải là gì ạ? Chỉ có chờ tới cái lúc lâm chung rồi mới nhờ người ta hộ niệm. Mà nếu như chỉ lâm chung chờ người ta hộ niệm thì lúc đó Thượng Tọa nói rằng là gì? Nếu vị nào, những cái vị nào, những cái vị thầy nào, những cái vị hộ niệm nào mà nói rằng là chỉ có họ tới hộ niệm thì mới được vãng sanh, thì được xem như là những vị thần môi giới với Đức Phật vậy đó. Thượng Tọa khẳng định như thế quý vị. Và không tin quý vị dở cái tờ báo số đặc biệt về phía Phật A Di Đà, quý vị coi ở báo Giác Ngộ quý vị sẽ thấy Thượng Tọa khẳng định như thế. Tức là nếu vị nào mà khẳng định rằng là chỉ có chúng tôi tới hộ niệm cho bà, cho cô, cho ông gì đó, quý vị sẽ vãng sanh, thì những người đó coi như là những người thần môi giới, làm công tác môi giới thôi chứ không hương, không thua cả. Đúng không ạ? Vì hộ niệm là sự đến từ cái tâm thức của mỗi người, và bằng cái sự chuyển hóa tâm thức thì chúng ta mới vãng sanh. Chứ còn nhờ một người khác, tức là họ hộ niệm cho họ, chứ làm sao hộ niệm cho mình được. Đồng ý không ạ? Nên quý vị hãy cẩn trọng. Để tạo được một cái cận tưởng nghiệp tốt thì phải bắt đầu từ bây giờ. Bằng những ngày chúng ta đi tu tập này, bằng những thời khắc mà chúng ta đang có mặt tại ngôi chùa này, và ngay cả những thời khắc chúng ta quay trở lại gì ạ? À? Gia đình, phải không ạ? Chuyển hóa tâm thức của mình. Đó là cận tử nghiệp. À, loại nghiệp thứ ba, người ta gọi là tập quán gì ạ? À? Nghiệp. Tập quán nghiệp là những cái hành động, những lời nói được lặp đi lặp lại trong đời sống và trở thành gì quý vị? Thói quen của chúng ta. Ví dụ, có cô nào đó sáng thức dậy là phải uống sữa đậu nành. Cái hành động uống sữa đó là hành động tập quán của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, một bác nào đó không uống sữa đậu nành mà sáng ra là phải uống bia, uống rượu, thì cái đó cũng là gì ạ? Cũng tập quán nghiệp. Một cái nghiệp uống rượu uống bia, phải không ạ? Mà bây giờ tôi không biết sao chứ bia rượu là phổ biến lắm. Đàn ông là phải uống bia uống rượu à. Nên thành ra quý vị biết không, Việt Nam mình là một trong những nước tiêu thụ bia lớn nhất thế giới. Một trong những nước tiêu thụ bia, một nước mà thuộc dạng là phát triển trung bình, nhưng mà là tiêu thụ bia là lớn nhất thế giới. Nên quý vị không tin, giờ quý vị đi ra Sài Gòn á, ra trung tâm á, tối ra là không thấy gì hết, thấy toàn là gì quý vị? Quán nhậu không à. Mà có những lần tôi đi làm về đêm, tôi đi công việc ở tòa soạn về tối á quý vị, đi ngang qua những cái chỗ đó, thấy không chỉ là đàn ông không, mà có cả gì ạ? Phụ nữ nữa. Có cả gì ạ? Thanh niên nam nữ nữa. Ngồi với nhau là cụm ly mà thôi, nghe mùi rượu mùi bia mà nồng nặc quý vị. Và như thế chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta đang tạo ra một nghiệp lực mang tính tập quán, tức là gì ạ? Lặp đi lặp lại hàng ngày. Và cái nghiệp cuối cùng đạo Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà gì ạ? Nó được tích tụ trở lại và nó tạo thành một cái gì? Một cái hiện tượng lớn trong đời sống của chúng ta. Ví dụ, thân của chúng ta đang có được xem như là gì ạ? Sự tích lũy của quá khứ của chúng ta tạo tác ra. Để có được thân này là nó phải kết tinh từ cả những hành động, những lời nói, những việc làm và cả những suy nghĩ từ quá khứ. Chứ không phải dễ có thân này đâu. Nếu như quá khứ chúng ta không tu tập thì tôi khẳng định quý vị, đời này không được làm người mà là một thứ gì ở đâu xa xôi hẻo lánh á. Nhìn không ra. Không à? Vì Đức Phật nói rằng là gì? Để làm được thân người dễ hay khó? Khó vô vàng. Đạt được một thân người này khó dữ lắm quý vị. Mà đạt được thân người này mà biết tu tập nữa là gì ạ? Khó dữ nữa à. Mà đạt được thân người biết tu tập mà bước tới đây bỏ người thân của mình ở nhà 7 ngày, bước tới đây ở trong này 7 ngày không điện thoại, không gì cả. Như vậy, cái thân này được xem như là một tích lũy nghiệp của chúng ta từ bao đời trước. Và để duy trì cái thân này thì chúng ta bây giờ phải tích lũy tiếp. Hiểu không ạ?
tích lũy tiếp để tương lai chúng ta cũng sẽ được thân người mà tu tập. Và cái nguyện lực tu tập này nó cứ trải qua kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ, đến khi nào chúng ta thành Phật mà thôi. Đừng cầu vãng sanh ở đâu hết, hãy ngay lúc này tu tập và cầu vãng sanh trong lúc này và trong những kiếp mà chúng ta đang được gì quý vị? Được thân người. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nói về nghiệp, nó có rất là nhiều loại nghiệp. Nói về nhân duyên, nó có nhiều cái phương diện để hỗ trợ cho chúng ta. Đó là giáo lý. Bây giờ chúng ta nói tới ứng dụng nè. Vậy ứng dụng trong nghiệp duyên với chúng ta là gì? Vậy duyên được hiểu với chúng ta là gì? Đó, chứ không phải hồi nãy giờ tôi đang nói giáo lý thôi, đang nói rất là cơ bản, muốn đi nhanh cho quý vị. Bây giờ chúng ta ứng dụng. Vậy nói về duyên nghiệp, ứng dụng trong đời sống của chúng ta, ngay chúng ta hiện tại đây, duyên được xem là gì? Có phải là chúng ta được về chùa không? Được về chùa là duyên. Hãy nghĩ đi, thế giới này 7 tỷ người, mà khóa tu này được bao nhiêu người? 2.001 người. Như vậy là gì? Cả 7 tỷ người trên thế giới này, trong thời khắc hiện tại này, chỉ có 2.001 người mới được về chùa Hoằng Pháp. Tức là gì quý vị? Là duyên. Đâu phải dễ được về chùa đâu. Muốn về là phải trốn con mà đi. Có nhiều Phật tử là gì ạ? Muốn tới chùa này tu là phải nói xạo con, nói má đi thăm người thân. Phải không ạ? Nó không cho đi tu. Nó nghe má đi tu nó sợ quá. Má vô đó má cạo tóc. Có nhiều người vậy đó. Nghe mà nói má đi tu nghe con có má cạo tóc à. Không phải. Má vô chùa thôi. Rồi có nhiều người con sợ là má vô đây má ăn chay. Mà má bình thường là không quen ăn chay. Mà vô đây ăn chay thì sao quý vị? Có đủ sức khỏe không? Ý là không phải ăn chay là không đủ sức khỏe. Phải đủ chứ. Như chúng tôi này ăn chay mấy chục năm thấy khỏe không quý vị? Khỏe. Tươi tắn dễ thương vô cùng. Ý chúng tôi đang nói là có những người con khi nghe má ăn chay họ sợ quý vị. Sợ má mình không đủ sức khỏe, không đủ tố chất để phát triển. Nó sợ nó không cho đi. Rồi má bình thường là ở một mình có con có cái lo. Bây giờ vô đây là tự lo hay là có người lo? Tự lo chứ ai mà lo cho mình. Giỏi lắm thì quý thầy nhắc là đi ngủ, quý thầy nhắc là dạy ăn cơm, quý thầy hướng dẫn tụng kinh thôi. Còn tất cả mọi thứ là mình phải gì ạ? À? Phải tự lo. Như vậy nó thấy sợ quá. Cái má đi tu hà. Rồi mai mốt rồi má cạo tóc rồi sao? Rồi sao con hình dung được má cạo tóc thế nào? Đó, không cho đi. Phải không ạ? Như vậy là chúng ta đâu phải dễ tới chùa đâu quý vị. Nên thành ra thì thế giới 7 tỷ người từ Đông sang Âu, từ Á sang Tây. Phải không ạ? Mà chỉ có gì ạ? 2.100 con người có duyên được ngồi ở đây thôi. Như vậy cái đó là duyên. Phải không ạ? Thứ hai duyên gì nữa ạ? Duyên gì nữa? Nghe Pháp. Phải không ạ? Trong 7 ngày vừa qua là gặp hết thầy này tới thầy kia. Nghe đã tai luôn. Được thầy giảng cho nghe, nghe Pháp. Nhưng mà nghe trong tinh thần gì quý vị? Hoan hỷ. Phải không ạ? Hạnh phúc vô biên, được cười sảng khoái. Cười một cách không âu lo. Không tin quý vị về so sánh nụ cười của mình với nụ cười mà lúc chúng ta gì ạ? À? Ở nhà nó khác nhau hoàn toàn quý vị. Ở nhà nhiều khi cười gượng á. Vô đây là cười thoải mái. Cười quên hết mệt nhọc. Phải không ạ? Như thế được gọi là gì ạ? À? Là duyên. Tức là chúng ta đang có duyên tiếp cận với giáo lý Phật Đà. Mà tôi khẳng định quý vị, những vị thầy mà được mời tới đây giảng, hướng dẫn quý vị tu tập là những vị thầy người ta có cái gì ạ? À? Điều kiện, có hiểu biết và có khả năng để trình bày cho quý vị. Phải không ạ? Chứ không phải ai cũng đủ khả năng để trình bày đâu. Phải không ạ? Nên thành ra chúng ta đang được tiếp cận với giáo lý Phật Đà một cách gì ạ? Chính thống nhất, đàng hoàng nhất. Nhiều khi nghe ở đây thắc mắc thì giơ tay hỏi thầy còn trả lời được. Nghe qua đĩa trả lời được không? Không. Phải không ạ? Rồi nhiều khi mở đĩa mở nó trục trặc lúc này, nó trục trặc lúc kia. Còn đây là nghe trực tiếp luôn. Không có nghe gián tiếp nữa. Nghe trực tiếp. Đừng nhìn mặt thầy nữa à. Quá hạnh phúc. Phải không ạ? Một cái duyên quá gì ạ quý vị? Quá lớn. Một cái duyên quá lớn đi. Rồi còn duyên gì nữa nha quý vị? Được gì ạ? Được sống trong gì ạ? Trong chùa. Đâu phải dễ được sống trong chùa đâu. Phải không? Đàng hoàng sống trong chùa. Được đi lại, được chiêm ngưỡng Đức Phật. Rồi được gặp quý thầy, được trao đổi, được nói chuyện, được tụng kinh, được bái sám, được ngồi thiền. Sống một đời sống của người xuất gia luôn. 7 ngày qua là quý vị sống đời sống người xuất gia chứ gì nữa. Phải không? À, xuống xuất gia là như thế đó. Vô chùa là phải thức dậy 4 giờ.
À, đó, tức là gì? 3:30 là phải gì ạ? Phải thức dậy, rồi rửa mặt, đánh răng, rồi lên ngồi thiền, rồi đi tụng kinh, đi kinh hành, đúng không? Rồi xuống là ăn sáng, rồi quét dọn, rồi nghe pháp, rồi trưa ăn trưa, nghỉ trưa, rồi chiều là nghe pháp tụng kinh, rồi tối là ngồi thiền ăn tối, rồi tịnh độ, rồi bắt đầu đi gì ạ? Đi ngủ, không lo âu, không sầu muộn gì cả. Một cuộc sống tu tập gì quý vị? Thực thụ. Chúng ta đang ở trong chùa thực thụ, đang làm những hành giả tu tập thực thụ. Tôi khẳng định quý vị là cuộc đời quý vị nếu không đi tu Phật thất này, không bao giờ quý vị có những thời khắc trong chùa đúng nghĩa của nó như thế. Nếu quý vị đã ở 7 ngày thì quý vị sẽ cảm nhận được đời sống các thầy là như vậy. Rất là khoa học, phải không ạ? Dậy sớm và gì ạ? Ngủ sớm, khỏe khoắn vô cùng, ngủ ngon nữa là khác. Mấy hôm nay ngủ ngon không? Quá ngon luôn. Không phải nấu cơm, không phải lo gì hết. Chỉ lo ngủ, lo ăn, lo tu mà thôi. Phải không? À, đói thì ăn, khát thì uống. Tất tần tật mọi thứ rất là an nhiên tự tại. Không phải lo âu một thứ gì. Không phải bận biểu bất cứ thế gì ở trần gian cả. Phải không ạ? Không nghe một cuộc điện thoại tới mà cũng không gọi một cuộc điện thoại đi nữa. Quý vị sẽ thấy rằng là gì? Không đơn giản đâu quý vị. Tức là được tới chùa nè, được nghe pháp nè, rồi được ở trong gì ạ? Trong chùa. Như vậy, đó là duyên. Vậy nghiệp chúng ta phải làm gì? Vậy duyên rồi phải không? Bây giờ nghiệp phải làm gì? Phải tu thôi. Phải không ạ? Cái nghiệp quan trọng nhất và bây giờ, hiện tại ở đây, trong những ngày này và cả những ngày về sau là phải tu tập. Chỉ có tu tập mới gì quý vị? Mới chuyển hóa chúng ta mà thôi. Mới đem cho chúng ta hạnh phúc. Tu là gì? À, tu là sửa, giỏi quá luôn, ai cũng biết hết. À, tu tức là thay đổi chính mình. Tu tức là gì? Làm cho mình trở nên tốt hơn, làm cho mình trở nên an lạc hơn và làm cho mình hạnh phúc hơn. Người nào mà đang thấy mình an lạc, đang thấy mình hạnh phúc, đang thấy mình thay đổi một cách tích cực, tức là người đó đang gì quý vị? Đang tu đúng pháp. Đang tu đúng, đang đi đúng con đường, đang thực hành lời gì ạ? Phật dạy. Mà không chỉ tu cho mình không, mà ai tu nữa? Ai quý vị biết không ạ? Con cái mình cũng phải gì ạ? Phải tu. Chứ không phải mình tu không. Vậy đầu tiên, nghiệp chúng ta bây giờ là phải tự mình thay đổi, tự mình tu tập và chuyển hóa. Tu tập thế nào chắc quý vị biết rồi đúng không ạ? Hiểu rồi đúng không ạ? À, phải tu tập chuyển hóa. Và cái quan trọng thứ hai nữa là gì? Khuyến tấn những người gì quý vị? Những người thân của mình cùng gì ạ? Cùng tu với mình. Vì trong nghiệp nó có thêm hai cái loại nghiệp quan trọng nữa. Là gì quý vị? Biệt nghiệp và gì ạ? Cộng nghiệp. À, biệt nghiệp tức là gì? Cái nghiệp của riêng chúng ta. Còn cộng nghiệp là những cái nghiệp lực mà chúng ta đang có cái sự liên đới với gì ạ? Người khác. Mà những người liên đới gần gũi nhất chúng ta là ai? Là cha mẹ, là chồng, vợ, là con cái, là cháu chắt. Những người thân trong nhà của chúng ta. Như vậy, để tu tập, để thực hiện nghiệp của chúng ta, thì phải chính chúng ta tu tập và cả gì ạ? Con cái của mình tu tập. Hôm nay tôi tới chùa Hoằng Pháp, tôi thấy toàn là quý Phật tử lớn tuổi đi tu là nhiều. Không thấy con quý vị ở đâu cả. Vậy mấy vị đó đang ở đâu rồi? À, ở nhà mất rồi, đi làm rồi. Vậy tu chưa? Chắc chưa. Như vậy là chúng ta còn gì quý vị? Thiếu sót. Chúng ta phải khuyến hóa nó tu tập. Tại sao chưa tu quý vị? Bận quá hà? Không bận đâu. Tại vì quý vị chưa khuyến hóa đúng gì ạ? À? Đúng cách. Phải khuyến hóa con mình đúng cách thì họ mới tu tập. Quý vị hãy nhìn tôn giáo khác đi. Hãy nhìn những tôn giáo khác. Ngày Chủ nhật, ngày lễ, họ đi cả gia đình. Phải không ạ? Họ tới cái cơ sở tâm linh của họ để họ cầu nguyện, họ làm những cái nghi lễ của họ. Trong khi giờ đi chùa thấy toàn là quý vị đi một mình lủi thủi không? Tự đi rồi tự gì ạ? Tự về. Như vậy là chúng ta chưa khuyến hóa đúng cách. Các vị tín đồ của các tôn giáo khác, họ cũng bận chứ họ đâu có rảnh đâu. Nhưng mà họ sắp xếp được không quý vị? Họ sắp xếp được. Tại sao con mình không sắp xếp được? Tại sao cháu mình không sắp xếp được? Tại sao chồng mình không sắp xếp được? Tức là chúng ta chưa khuyến giáo họ đúng cách. Nếu chúng ta khuyến giáo họ đúng cách, họ cũng sẽ tu tập như chúng ta. Lỗi ở đâu?
lỗi ở chính mình. Hiểu không ạ? Phải về khuyến hóa người thân của mình. Nhiều khi mình chưa khuyến hóa đủ độ, rồi nhiều khi mình chưa làm đúng cách, nhiều khi mình chưa giúp cho người thân của mình thấy được cái giá trị của tu tập. Nếu quý vị có sự chuyển hóa, tu tập đàng hoàng, có sự thay đổi, thì người thân của mình họ sẽ thấy đó và họ coi đó như là một cái gì quý vị? Một cái gương, một cái gương sáng, và người ta cũng sẽ tu tập như mình. Chứ còn quý vị tu không thì chưa đủ, chưa thay đổi được đâu. Mà phải cả chúng ta và người thân của chúng ta. Và đã tu thì phải gì? Quyết tâm, không có gì ạ? Ngừng nghỉ, không có lay chuyển, không có giải đãi. Tất cả những điều đó phải làm bằng một cái tâm quyết chí. Mà chỉ có quyết chí thì mới đem cho chúng ta đến một cái kết quả cao nhất. Còn nếu quý vị làm bằng một cái tâm thối chuyển, một cái tâm giải đãi, một cái tâm không rõ ràng, thì coi như chúng ta chưa đạt được cái mục đích của mình. Nếu như chúng ta chỉ tu tập không, mà con cái chúng ta không tu tập, thì đến một ngày nào đó, nhiều khi gì, chúng ta chết xuống nó không cúng đó quý vị. Hiểu không? Nó đâu có biết gì đâu mà cúng. Nó không gần chùa, không gần Phật, không gần gì ạ, chư tăng. Tới khi chết xuống nhờ ông thầy cúng tới tụng là thua rồi. Tôi có một cái vị Phật tử, khi mà tôi đi giảng ở Đà Nẵng, cô ta nói rất là tội. Trong cái buổi giảng như vậy, cô ta giơ tay lên, cô ta nói: thầy ơi, con nghe thầy nói nhưng con khổ lắm. Tôi hỏi tại sao khổ. Cô ta mới kể cho tôi câu chuyện. Nhà con có 4 người, con, chồng con và 2 đứa con trai. Con báo với thầy là con là thâm tín Phật từ nhỏ. Không biết cái duyên nghiệp gì mà con cưới được ông chồng này, ông thương con lắm. Nhưng mà có một điều con không bao giờ hài lòng ông, là không bao giờ ông ta bước gì ạ? Tới chùa. Rồi tôi mới hỏi con cái của cô thì sao? Cô mới nói là gì? Cũng giống như chồng con, 2 đứa con của con nó giàu vô cùng. Nó luôn chở mẹ đi chùa, mẹ mà cần đi chùa là nó cứ chở thôi, nhưng mà nó cũng không bước vào chùa. Tôi hỏi nó không bước vào chùa nó tới đâu? Nó dạ nó tới cổng chùa thôi thầy. Hiểu không quý vị? Tức là chở mẹ tới chùa xong, bỏ mẹ trước cổng rồi: mẹ ơi mẹ cứ vô đi con về, khi nào mẹ về, mẹ gì ạ? Điện con tới con đón. Và đón ở đâu? Nó dừng tới ngay trước cổng chùa, không bước vào trong chùa quý vị. Mà cô nói một câu như thế này, cô nói là: ở nhà nếu con tụng kinh, con lạy Phật, con thờ Phật, không ai phản đối gì cả. Nhưng con nói những người đó, con nói chồng con nói con của con, đi chùa lễ Phật, gặp thầy, chào thầy, hoặc là ăn chay thôi, họ không làm. Họ không phản đối mà không làm. Như vậy tốt hay xấu quý vị? Nó không gì ạ? Thiện, nó không có đủ duyên cho chúng ta. Con phiền lắm thầy, bây giờ con già rồi. Cổ năm nay 70 mấy tuổi. Lớn rồi quý vị, mà con già rồi, đến bây giờ con chưa thay đổi được người thân của con. Như vậy là tốt hay xấu quý vị? Xấu. Con lo rằng sau này mà con chết đi thì nhà con không ai lo hương khói cả. Mà đúng quý vị. Tức là trong nhà đó cổ kể là gì? Chuyện kinh kệ, chuyện nhang đèn, chuyện tổ tiên, chuyện cúng bái là chuyện của cổ thôi. Còn ông chồng bây giờ về hưu rồi cũng không quan tâm cái chuyện đó. Cứ lo cờ tướng, lo chăm cây kiển, lo nuôi chim, nuôi chóc gì đó. Còn 2 đứa con thì bây giờ có vợ ở chung nhưng mà là gì ạ? Lo đi làm. Tôi mới nói đó là một điều cô cần phải suy nghĩ. Tôi lo lắng rằng là gì? Có lẽ là cô chưa khuyến hóa họ đúng cách để họ bước tới chùa. Chứ nếu như họ biết được giá trị của Đạo Phật, họ có cái nhìn sâu sắc về Phật giáo, họ sẽ gì quý vị? Sẽ thay đổi. Và cổ nói rằng là con sợ rằng con chết xuống không có người cúng. Vì con quen với cái chùa mà gì quý vị? Con hay đi tu mà con của con rồi, tất cả người thân của con không ai biết gì cả. Quý vị thấy hạnh phúc hay khổ đau? Khổ đau chứ đúng không? Một đời theo Phật, một đời gắn bó với nhà chùa, một đời tu tập. Nhưng tới bây giờ gần đất xa trời rồi, nhưng mà tới gặp thầy mà ngồi khóc như thế, kể về người thân của mình, kể về con cái của mình như vậy. Mà gì? Cái lỗi đó không phải là lỗi ở người thân của cổ, mà lỗi ở đó là gì? Chính chúng ta chưa nói đúng gì ạ? Đúng cách. Như vậy, câu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta điều gì? Nếu chúng ta tu tập không, chưa đủ, mà cần phải có người thân của chúng ta cùng gì ạ? Cùng tu tập với chính mình. Nếu người thân chúng ta cùng tu tập thì họ tạo ra một cái cộng nghiệp lớn với chúng ta. Họ cùng hỗ trợ, thúc đẩy và giúp cho chúng ta gì quý vị? Có cái quá trình tu tập nó thăng tiến nhanh hơn.
họ cùng hộ niệm trợ lực cho chúng ta, cùng cầu nguyện cho con đường tu tập của chúng ta được nhiều phước báo, nhiều cái thuận duyên để chúng ta đến đạo Phật, đến với Đức Phật nhanh hơn. Còn nếu như chúng ta như cái cô Phật tử kia, thì tôi khẳng định quý vị, đó là một cái sự trợ lực rất là lớn. Mà tôi hỏi tại sao con cô không vào chùa, tại sao chồng cô không vào chùa, cô nói là con không biết nữa. Nhưng người đó không ghét gì chùa cả, cũng không có cái gì với chùa hết, nhưng mà không hiểu sao là cứ tới cổng chùa xong bỏ mẹ, bỏ vợ đó rồi vào, chứ không bao giờ bước vào qua cái cổng chùa nữa quý vị. Đời nó lạ vậy đó. Có những người rất là lạ. Và đó là do họ chưa có duyên. Người ta chưa gắn bó và chưa có cái nhận thức về Phật giáo. Đó. Thì cái nghiệp chúng ta bây giờ là phải tu tập, phải tự thay đổi chính mình, phải làm cho mình hạnh phúc và an nhiên hơn. Rồi không những thay đổi chính mình mà thay đổi cả người gì ạ? Người thân của mình. Vậy hôm nay ghé đây gặp quý vị, thấy tất cả quý vị đây, thì hy vọng rằng lần sau tới lại là thấy là nơi này đông hơn. Mà đông đó là gì? Người thân của quý vị cùng tới đây tu tập. Phải khuyến khích con mình và phải hướng dẫn con mình cùng đi. Hãy nhìn những người tín đồ của tôn giáo khác mình và học hỏi. Phải không ạ? Người ta đi cả gia đình, không cần gì cả, cứ lần lần khuyến giáo họ. Từ khi họ chưa biết Phật, bây giờ khuyến họ là gì? Tới chùa lễ Phật được rồi. Rồi lâu lâu khuyến giáo họ nghe được một bài kinh, khuyến giáo họ nghe được một bài giảng. Mà gặp những cái bài giảng mà hay là người ta sẽ thay đổi ngay quý vị. Lên trên mạng tôi đọc, có rất là nhiều người Phật tử, chỉ cần một lời nói của quý thầy, chỉ cần một bài giảng của quý thầy thôi, đã làm thay đổi cả cuộc đời của gì ạ? Của họ. Họ thay đổi nhận thức và họ tới chùa chiền. Phải không ạ? Còn bản thân quý vị là phải làm cho mình tốt hơn. Hãy trở về nhà và làm một con người Phật tử chân chính hơn, thay đổi chính mình hơn. Trước đây 7 ngày khi chúng ta bước vào chùa Hoằng Pháp, chúng ta là người chưa được hạnh phúc, chúng ta là người chưa có thay đổi. Thì bây giờ trở về, quý vị phải là người thay đổi, phải là người tốt hơn, phải là người an lạc hơn. Thì lúc đó quý vị đang gì ạ? Đang tu. Hiểu không? Nếu như mà về mà không thay đổi, con mình nó nói mẹ ơi, con thấy mẹ đi 7 ngày về mẹ cũng như cũ là thua. Nhớ không? Chỉ cần bước về nhà mà nói trời ơi, sao con thấy mẹ tốt hơn vậy? Mẹ lúc này thay đổi dữ quá, làm con mừng quá. Tức là quý vị đang gì ạ? Đang thay đổi, đang tu tập. Vậy đi qua duyên nghiệp đó là gì? Chúng ta hãy tự thay đổi duyên, tự thay đổi nghiệp của mình, làm cho duyên của mình nó hỗ trợ cho đời sống tu tập, làm cho con đường đến với đạo Phật của mình nó được thăng tiến bằng sự tiếp cận giáo lý, bằng sự ứng dụng những lời dạy Đức Phật và bằng cái sự thay đổi từ chính bản thân chúng ta. Và cái mà chúng ta so sánh nhất đó là gì? Hãy nhìn vào đời sống gia đình của mình, nhìn rằng đời sống gia đình của mình càng ngày càng thay đổi, con cái, vợ chồng, những người thân của mình càng ngày càng thâm tín đạo Phật, đời sống kinh tế càng ngày càng phát triển và chúng ta càng ngày càng an lạc. Tức là chúng ta đang gì ạ? Tu đúng pháp. Đến chùa Hoằng Pháp có lợi ích. Còn nếu chúng ta ngược lại thì coi như là chúng ta đang tu không đúng pháp và con đường tới với chùa Hoằng Pháp chúng ta đang gì ạ? Chưa phù hợp. Chúng ta phải tự gì ạ? Thay đổi. Chúc quý vị nhiều an lành và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.